Cô Bác Su 50-2E của mới của anh Sơn đấy anh em nhá. Đó, anh em nhìn cái quả đường này mình vừa mới vuốt xong này. Đó, rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này nhá. Hôm nay là cái video tập 2 của cái công trình mình đang đi san cốt đường để đổ bê tông đây. Hiện tại thì mình đã làm đến một nửa ở phía dưới này rồi, thì bây giờ mình sẽ lên quay qua cái chỗ mà ở video tập trước mình làm cũng như là mình đã san qua rồi nhưng mà chưa lu. Thì ở cái video này thì mình sẽ san nốt cái đoạn dưới cùng kia và lên lu lèn lại cái phần ở cái phần trên này các bác nhá. Thì công trình này nó là một cái công trình người ta đã xúc cái đất ở phía đằng sau này đi. Đó, ở phía cái cục này là người ta phân lô bán nền. Đó, thì bây giờ đã ra thành hình rồi thì bây giờ người ta sẽ ưu tiên là làm những cái đường trước. Cái cống thì nó có ở phía dưới chân mình đây nhá, ở giữa đường này luôn anh em nhá. Người ta đã đặt vào hàng cái cống ở giữa rồi và có hố thu hố ga ở giữa kia. Đấy, thì bây giờ vừa rồi thì buổi sáng này mình sửa từ đây. Cái đường này thì nó lên tít trên này cơ. Đây mình sẽ đi lên quay đây cho anh em xem. Phía bên trên này thì đã sửa lên đến tít trên đầu kia, nhưng mà trên này thì hôm trước sửa nhưng mà nước mưa nó không bị vào đây cho nên nó không bị làm sao cả. Đây cái hố ga đây anh em này. Thì cái trên này mình không phải sửa mà mình chỉ sửa từ đoạn này xuống. Đấy thì chỗ nào cần nghiêng thì thông thường theo cái đường ấy thì là hai bên thì nó sẽ là lõm và ở giữa nó sẽ cao hơn. Nhưng đến đoạn cua thì anh em là hình dung là khi đến đoạn cua thì cái bên này mình gọi là bên này bên bụng này thì nó sẽ thấp hơn cái bên này. Đấy, bên này bên lưng này. Đấy, thì cái chỗ này thì mình đã gạt qua rồi. Hôm trước thì thời tiết nó mưa to quá cho nên là cái lượng nước nó rất là nhiều, nó chảy nó xói mòn cái đường đi. Bây giờ mình phải về mình san lại xong rồi mình lu lèn lại anh em nhé. Và đường này thì hình như nó là 4 hay 5 mét gì đó thì người ta cắm nó rất là rộng luôn, thì mình làm nó dư ra thì sau này người ta ghép có pha bao nhiêu mới ghép vào. Đây thì con máy mới này anh Sơn mới mua, nhưng mà con này thì dạo này mình cũng không ít làm đấy quá cho nên là không có thời gian để mà quay cái những cái video về cái những cái con máy này. Đấy thì có cái đoạn này thì mình sẽ làm xuống đến phía dưới kia. Đấy, từ đoạn này đến đoạn dưới nhá. Ok, bây giờ mình sẽ đội cái camera lên đầu đi. Thì hôm nay mình sẽ đội thêm cả cái mũ này, được cả cái mũ đỏ này để cho nó khỏi khi mình đội cái mũ cọ lên nó đỡ mắc cái vành anh em. Lúc hôm trước mình không đội cái mũ phớt này ấy, thì nó hay bị mắc cái vành hai bên này. Thì hôm nay mình sẽ đội cái mũ này xem nó có đỡ hơn không. Cái này thì lúc trước thì đã có một bạn làm rồi, nhưng cái bên trong này hiện tại bây giờ nó đang rất là cao cho nên mình sẽ hạ bớt cái phần bên trong này xuống nhá. Hạ xuống khoảng độ 2 đến 5 phân chứ không phải là 20 phân, 2 đến 5 phân thôi. Bởi vì là cái này nó cao hơn một chút thì mình lấy cái đất này. Cái đất thừa này mình sẽ bổ sung gạt sang cái vế bên này thì nó sẽ là cân đối luôn. Đến 5 phân. Thông thường cái răng của mình làm thì nó sẽ rơi vào quãng độ khoảng 5 phân. Còn nếu mà 2 phân thì mình chỉ có san cái đất mỏng cho mình gạt lên thôi. Cho mình gạt ra thì nó sẽ được 2 phân. Còn cào 2 phân thì nó sẽ rất là khó. Cái bên ngoài này là nước nó chảy nó xói mòn đi rồi thì nó thấp. Thế mình vậy mình sẽ cho nó cao lên một chút. Ok nhá. Cái xích của mình hiện tại bây giờ đi nó như thế này thôi mà cảm giác nó cũng rất là muốn tụt xích luôn. Cái vợ xích bây giờ nó quá là kém rồi. Cái vợ rào này thì nó cũng có tuổi rồi anh em nhá. Anh em đi làm vợ rào mới hay cũ thì anh em cố gắng là đừng có chạm vào nó. Mình đây thì mình kiểu gọi là tì cái răng vào cái góc chân thôi, nhưng mà không phải là động ở trên. Là tốc độ xử lý về cái phần mét cái đấy thì mình có thể là xử lý được, nắm được. Để cho mà gạt nó sang. Cái này mình lu lèn đi nữa thì nó sẽ trông rất là đẹp luôn anh em nhá. Vuốt làm sao để cho cái trên mu ấy, trên giữa đường ấy, nó sẽ hơi cao hơn một chút. Cao hơn so với hai cái bên lề. Con máy này nó đang bị cái bệnh tụt xích cho nên là mình đi làm là mình cũng phải để ý nó một chút. Cái dường xích của nó quá là kém rồi.
hạ xuống khoảng độ 2 đến 5 phân. Chỗ nào cao quá thì mình cho xuống 7 phân. Ok. Nếu mà muốn đấy thì mình sẽ dùng cái lưng cầu đây mình niết nó xuống này. Thế như thế thì nó sẽ phẳng, nó sẽ đẹp hơn. Ngó cái xích đấy, cái này thì tôi tục hạ tiếp rồi. Anh em mà cho mỗi cái góc răng vào đấy thôi, mỗi góc răng vào thôi thì làm nó sẽ đấy hơn. Mình vét đất nó sẽ được sạch hơn. Thank you.
lên sườn này đi nào. Ok. Để lại nữa chứ. Làm gì đã đổ nó đến đây? Có mà hết rồi. Chỗ này bao nhiêu khối? Hả? À? Có 70 khối đấy à? Bảy mươi khối thì một ngày nó xong rồi đấy nhỉ? Mong anh em thông cảm, nó không được chuẩn lắm. Là cái máy này không phải là máy của mình lái. Máy của mình lái thì căn kiếp mình căn rất là đều cho nên là nó sẽ không bị cái đâu. Căn gầu rồi bơm mỡ kiếp mình làm nó đều lắm. Các cái động tác nó ít kêu. Cái máy nào không phải máy của mình quản lý thì nó sẽ không được cái đâu. Đâu có 300 nghìn thôi à. Mấy lái đấy, 500 một ngày đấy. Thank you.
Cổng này lúc trước lắp là mà nó bị thừa đấy. Đây là có một cái gỡ cổng. Sợ chắc lắm, không sợ đâu. Ok chưa? Ra đây để phối ra đến cái góc này. Đến đấy thôi gì? Để lại đây nhá. Không để lại chắn à? Nó đến đâu? 5 mét đến đâu? 5 mét đến đâu? Đấy à, cho to hơn tí đi. Mai nó nắn cốt pha cho nó gì? Cái miếng này ông phải cho nó lê hơn một tí mà. Cái miếng, miệng này nó phải loe tí chứ. Bê tông đổ bao phân? Bê tông đổ bao nhiêu phân? Có 15 phân thôi. Cho nó to một tí. Tí cái mép bên thôi để cho dễ nắn bê tông thôi. Thank you.
giờ đến cái công đoạn đó là xử lý cái đoạn ấy này. Xử lý đoạn này thì mình sẽ ăn theo cái vế bên này nhá. Vế bên này nó nghiêng lên như thế nào, dốc như thế nào thì mình sẽ ăn theo y như thế. Thì là cái mặt bằng của mình nó sẽ đi theo như vậy. Nhiều thì mình sẽ múc gầu đầy lên, ít thì mình múc mỏng, tránh tình trạng là nó bị mất cái nó đất củ đất cứng đi. Đó. Búi kia là búi chít đấy, búi chít đấy. Cháu cứ làm, ông không bao giờ cháu phải lo. Đổ ông cứ làm lại. Ok. Theo ông Hiến. Ông được tập xẻng hay là ông Hiến thôi nhá. Gọi là bác thôi nhưng mà hay quen nữa quá. Nốt chỗ này xong là mình sẽ lưu lên được rồi. Thành một đống này, sau đó thì nó là ok, và nó đúng theo thế của cái đường đi lên đấy, hơi dốc lên luôn lên. Đấy.
Nó đang bằng nhau, nhưng ở ngoài này nó là thấp hơn. Đó là cái lúc trước là nó thấp hơn, bây giờ mình nâng nó lên xong mình lu nó xuống thì nó sẽ lúng lu nữa. Lan nữa thì ở trong này nó sẽ cao hơn, ở trong này nó là đất thủy. Rồi mà phát lên đến đỉnh này luôn nhá. Mai này là xe bê tông nó sẽ đi qua chỗ này anh em nhá. Là một sửa trong cái đường nó sẽ đi lên đây để tránh tình trạng là nó sẽ đi qua đây nhiều nó hỏng cái đường này. Đi lùi nó. Nó lệch rất là nhiều, nó lệch lệch đến nỗi là đi khoảng 1 mét là nó lệch đến nào. Mình lõm này nhá, cái chỗ lõm này mình sẽ xử lý là bổ sung thêm vào, phải nâng cái cốt nghiêng ở bên này lên. Nói chung là cái này phải lung đi xong bắt đầu mình sửa một lần nữa thì nó mới chuẩn, chuẩn 100% được. Lúc này mai kia lúc nào mình lung xong thì mình sẽ lên mình sửa xong. Anh em thấy ở đầu đấy nó phẳng đấy chưa? Nó phẳng đẹp luôn. Ok, tiếp tục tiến lên tiếp. Rất là phẳng anh em nhé.
vào mép này, rồi lần sau là sẽ đi vào sát cái mép kia nữa. Đi cái này mình sẽ đi sát hẳn khỏi đây luôn nhá. Còn cái video này của mình nó cũng rất là dài rồi anh em ạ. Thì cái ấy của nó cũng đã như thế này thì coi như là cũng đã xong rồi. Cái phần dưới này thì mình lưu thêm một vài đường nữa. Còn mấy cái đường trên này thì chắc là để chiều cho bạn kia bạn ấy lưu thôi. Còn mình bây giờ mình sẽ nghỉ thôi. Mình xin kết thúc cái video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhá. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến các bác bên dưới video nhá. Ok, chào mọi người.